các sản phẩm là hoàn thiện rất là kỹ, rất là kỹ. Bóng này, bóng mờ, bóng tay này, đấy, được làm này, bo cong này, rất là uyển chuyển luôn và rất là dẻo. Những mẫu chân này thì là độc quyền rồi, rất ít cơ sở làm mẫu chân như này. Dạ vâng, cơ sở Đồng Gỗ Tùng Tám kính chào các bác nhá. Hiện tại bên cơ sở vừa hoàn thiện xong một bộ bàn ghế Minh Quốc Đào đấy, bằng chất liệu gỗ mita vịa. Chất liệu gỗ mita rất là hiếm luôn. Đấy, buổi sáng ngày hôm nay mùng 2 tháng 4 năm 2023 đây quý vị này. Đấy, một bộ bàn ghế Minh Quốc Đào bằng chất liệu gỗ mít và được bên cơ sở vừa hoàn thiện xong những công đoạn cuối cùng, đó là phần sơn BU để chuẩn bị bàn giao cho khách hàng, đó là gia đình anh Linh Tính. Hôm trước đã có video clip anh đến xem và ký duyệt mộc của sản phẩm này rồi. Đấy, trước khi bàn giao cho khách hàng thì em có lướt lại một vài hình ảnh tổng thể cũng như là một vài đường nét chi tiết của bộ này để cho các bác nào quan tâm thì có thể tham khảo nhé. Đấy, bộ này bao gồm có 6 món, bao gồm là hai chiếc ghế nhỏ này. Đấy, một bàn, hai đôn, một đôn kẹp đầu bàn và một đôn ngồi, và một chiếc văng dài. Đấy. Ở đây là hình ảnh đường nét chi tiết đây các bác nhé. Đường nét chi tiết thì là phần trương này là được chạm mẫu này là gọi mẫu trương đào các bác ạ. Trương đào rất đẹp luôn. Đấy. Đây, hình ảnh những trái đào được đục chạm thủ công bằng tay tròn vo. Đấy, những bông hoa rất là đẹp, rất sắc nét. Đấy, trường này. Bên dưới phần vách này thì là vách này được làm là uốn cong. Đấy, uốn cong theo tựa lưng cơ thể ngồi rất là thoải mái, rất là vừa luôn. Bốn vách thì cũng được chạm bốn cảnh tứ quý. Rồi thì hai bên diềm vách này, đấy, là có chạm là phượng hóa ở giữa chữ thọ. Đường nét thì nó rất là mỹ miều và uyển chuyển luôn các bác nhé. Đường nét chạm khắc rất là mỹ miều uyển chuyển. Và cái dáng ghế đào này thì có lẽ là có từ lợn rất lâu rồi. Tuy nhiên thì nó vẫn chưa bao giờ là lỗi mốt cả các bác ạ. Chưa bao giờ là lỗi mốt cả. Đây các bác xem này. Những cái phần cột này. Đấy, em quay cận cảnh các bác xem là các sản phẩm là hoàn thiện rất là kỹ. Rất là kỹ. Bóng này bóng mờ, bóng lì luôn. Và chất liệu là gỗ mita nhá. Đấy, em quay cận cảnh các bác xem này. Đây là chất liệu gỗ mita nhá các bác nhá. Rất là hiếm luôn. Hiện tại gỗ mita rất là hiếm mà còn rất là ít luôn. Những cái đường nét như là phần tay này. Đấy, được làm này. Bo cong này. Rất là uyển chuyển luôn và rất là dẻo. Đường nét tay rất là dẻo. Đấy, kể cả những cái phần yếm bên dưới này. Đấy. Chạy rất là nét luôn. Đấy, phần chân này đục rất là kỹ. Chân này đục rất là kỹ luôn. Và những mẫu chân này thì là độc quyền rồi. Đấy, rất ít cơ sở làm mẫu chân như này. Đây là hai chiếc ghế nhỏ của bác này. Đấy. Một bộ bàn ghế gỗ mita thì là với mức giá dao động trên 40 triệu. Tùy theo kích thước các bác nhé. Đấy, thì bác nào quan tâm thì có thể liên hệ bên em theo hai số điện thoại trên màn hình đây. Bên em sẽ báo giá cũng như tư vấn cho các bác, cũng như là các bác có thể đặt hàng, bởi vì nếu mà các bác đi mua sẵn thì là rất là ít. Rất là ít các bác ạ. Gần như là không có những sản phẩm bàn ghế gỗ mita như này đâu. Đấy, thì các bác có thể đặt hàng. Đấy, xem mộc, sau đó bên em sẽ hoàn thiện. Thì các bác sẽ có thể chọn được những sản phẩm nó đẹp. Ok. Đấy, hình ảnh, một vài hình ảnh chi tiết của bộ bàn ghế Minh Quốc Đào gỗ mita. Đấy, sản phẩm của gia đình anh Linh Tính ở tại xã Hồng Việt, Cẩm Khê, Phú Thọ, và hiện tại bên em là chuẩn bị bàn giao cho khách hàng. Ok, đây là hình ảnh tổng thể của bộ ghế này. Rồi, cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian để theo dõi hết cái video giới thiệu sản phẩm bộ này của em nhé. Rồi, các bác quan tâm thì có thể theo dõi cũng như là xem thêm nhiều video khác ở trên kênh Đồ Gỗ Tùng Tám. Ok.